Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Anh MMO của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Woodbat. Mình sẽ nhận được 20 triệu token work nè bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click trên phần link mô tả dưới video mở từ làm tab chatbot nha bạn. Rồi các bạn click tra đi tiếp nè. G8 TC chatbot. Rồi, những điều đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller thôi các bạn. Join group nè, join tiếp kênh seller nè. Rồi các bạn bắt up lên nè, tiếp tục follow tờ Twitter và tờ Twitter 5 người bạn nè. Nó có danh sách list nữa ta. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Dự án khá là ngon luôn, 17.000 người theo dõi, gần 20.000 người. Dự án này cũng khá là lớn nha bạn, các bạn tăng 5 người bạn mình vào đây nè, tờ Twitter lên nè. Sau đó bắt up lên nè các bạn. Rồi tham gia wallet nó luôn nha các bạn. Mình rất thích là những dự án mà có tham gia wallet các bạn. Các bạn trúng wallet một cái các bạn. Rồi dòng đầu tiên các bạn địa chỉ mail quăng vào các bạn. Mua IDO của nó. Tiếp tục nem thì các bạn gọi về tên mình thôi các bạn. Huỳnh Giang Anh. Rồi đây số tiền bạn định mua pixel bao nhiêu thì bạn mua các bạn. Mình thì nếu mà chúng người này mua sẽ mua 100 USDT nha các bạn. Thì mình sẽ ghi vào 100. Các bạn ghi ít đầu tiên nha các bạn. Họ ghi 100 được rồi. Tiếp tục bằng gửi địa chỉ với bên B sẽ mất trên Bet20 trên YouTube Collect của các bạn. Rồi bạn sẽ chép nha các bạn. Rồi các bạn gửi vào link phong đấy nè. Rồi cái mã giáp code này là một cái địa chỉ mình có để phần link mô tả, các bạn nào có điền thì điền, không điền thì cũng được nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền username tại Twitter của các bạn. Tiếp tục các bạn điền username Telegram bạn đã chatbot thì các bạn mở Telegram bạn ra nha các bạn. Mở Telegram bạn ra nè. Các bạn nhấn ba anh cùng vào setting copy username mình. Rồi dán vào link phong nãy nha các bạn. Rồi nó hỏi của John giúp seller follow này nọ thì mình đã follow hết rồi, bạn thích chào nha bạn. Rồi bạn bấm set nè, bạn bấm gỡ nha các bạn. Rồi bấm gỡ là xong. Tiếp tục mình sẽ về con bot này nha các bạn. Rồi ta. Rồi bạn bấm vào submit nè. Rồi các bạn lướt cấp tra đi nữa nè các bạn. GR SU H W G C. Rồi các bạn tiếp tục thì các bạn điền lấy username Telegram bạn tiếp tục nè các bạn. Thì các bạn vào setting nè, các bạn sẽ copy username mình nha các bạn. Giờ là cho bot nè. Rồi tiếp tục thì bạn điền lấy username tạo tớ tất cả bạn nha các bạn. W này là chính nè. Rồi các bạn đi địa chỉ email của bạn là Ngọc Anh like và review tăng 5 người bạn khách tâm. Rồi thì các bạn mở tại Twitter các bạn ra chứ. Rồi các bạn nhấp vào avatar, nhấp vào một hồ sơ nữa các bạn. Các bạn chia sẻ các bạn, các bạn đã tăng 5 người bạn nè. Sao chép liên kết gọi là cho bot các bạn. Rồi sau đó các bạn gửi địa chỉ với bên B sờ mát trên Bet20 trên YouTube Collect của mình nhé các bạn. Mình sao chép nè. Để lại cho bot. Rồi sau đó bạn submit đi tên nha các bạn. Rồi. Rồi lướt cấp tra này để coi. X C Z 35 gửi cho bot. Ok, để như vậy là mình làm lại từ đầu rồi ta. Rồi các bạn chỉ việc lấy link ghép chia sẻ trong bè với người thân các bạn. Rồi nha bạn, các bạn lưu ý các bạn chatbot tới cái link ghép là được các bạn đứng đó đừng có bấm vào submit đi tên nha các bạn. Rồi tiếp tục bạn gửi đến bạn một dự án tiếp theo là dự án nhận 40 token XBay. Thì khoảng 80 đô rồi bạn. Để tham gia hôm nay thì các bạn cũng click phần link mô tả thứ hai mình chatbot tiếp tục nha các bạn. Rồi bấm show này đó. Rồi
các bạn không chọn cái group controller này các bạn. Chọn group này. Rồi các bạn bắt đắp lên nha các bạn. Unlock chúng ta. Hello. Và các bạn chịu xíu nhưng mà. Rồi các bạn bỏ đây, bắt đắp lại đi bạn. Tiếp tục cho anh tiếp cái channel luôn. Các bạn bắt đắp lên. Tiếp tục follow Twitter và Tweetbot. Trên Twitter nó bạn theo dõi nha các bạn. Like nè, tweet like nè. Sau đó bạn bắt đắp lên nè. Follow minimum nè. Xem minimum nó thì bạn follow nha các bạn. Rồi bạn bắt đắp lên nè. Tiếp tục cho anh tiếp kênh channel luôn nè. Tiếp tục follow Twitter và tweet nè. Cho anh Discord mình cho anh sau nha các bạn. Like và tweet luôn. Rồi các bạn like nè. Các bạn tweet lên nè các bạn. Rồi tất cả bấm vào Research nha các bạn. Rồi Game Pass. Hỏi Game Pass thì Game Pass. Rồi mình địa chỉ mail bạn vào nha các bạn. Rồi tiếp tục gọi địa chỉ với bên Bee Sở Mát Trên Bet 20 trên YouTube Chocolat mình nha các bạn. Rồi tiếp tục gửi đường link profile theo Twitter của mình nè các bạn. Thì nhấp vào Anamata, nhấp vào một hồ sơ nè các bạn. Nhấp vào bạn anh cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Sau đó bạn sao chép liên kết gửi lại cho bot nè. Tiếp tục mang retweet nè. Gửi link retweet bài nào các bạn để mình coi các bạn. Rồi cái bài của nó nè các bạn. Thì bạn mở từ Twitter mình ra các bạn. Các bạn chia sẻ các bài, các bạn là tao quýt nè. Sao chép liên kết nè. Thì là cho bot. Sau đó hỏi follow minimum mấy heo cho net nha các bạn. Rồi tiếp tục gửi đường link profile minimum nè. Thì các bạn trả về minimum nè các bạn. Rồi trên minimum thì bạn nhấp vào cái mục đen đen nè các bạn. Lót chậm quá. Rồi bạn nhấp vào Anamata mình nha các bạn, nhấp vào Anamata mình cái nữa này. Rồi các bạn nhấp vào ba anh cùng nha các bạn. Rồi các bạn sao chép liên kết nữa, gọi là cho bot nữa. Rồi, nó có cho Discord không thì các bạn bấm email cho net nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn nhấp vào đây các bạn cho Discord nữa. Rồi trên Discord các bạn chấp nhận là mời nha các bạn. Server. Rồi trên Discord thì các bạn chat thành câu đi các bạn. Rồi sau đó thì các bạn copy username mình vô đây nha các bạn. Rồi các bạn sẽ chép lại nè các bạn. Rồi các bạn xây dựng bot nha các bạn. Các bạn dán vào đây. Rồi nó có chọn kênh channel bấm máy heo cho net nha các bạn. Rồi hồi tôi quyết thêm bấm máy heo cho net. Sau đó bấm vào menu. Bấm vào My Banasi. Ok mình đã nhận được 40 token X-Bay nè. Rồi vậy các bạn chỉ lên ghép mình chia sẻ trong bè những thằng để kiếm token nha các bạn. Vậy video mình đang kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.